không có bằng cấp 3 thì không đi Nhật được. No, sai hoàn toàn. Có rất là nhiều đơn hàng không cần đến bằng cấp 3. Thậm chí có rất là nhiều những anh mà lớn tuổi hơn 40 tuổi rồi. Bây giờ bảo là dù là các anh có học bằng cấp 3 thì chẳng nữa, nhưng bây giờ bảo tìm bằng rất là khó. Thế nên có rất nhiều đơn hàng không cần bằng cấp 3. Mà thậm chí có một số đơn hàng mà đặc thù yêu cầu có bằng cấp 3 thì mình vẫn có phương pháp để xử lý nhé. Chỉ 2-3 tháng là có thể đi Nhật được rồi. Ồ không, nếu như ai đó mà tư vấn cho em điều này thì tốt nhất là em nên tránh xa người đó ra. Bởi vì không có cái khái niệm nào đi xuất khẩu lao động Nhật mà chỉ 2-3 tháng có thể bay được. Trừ khi bạn đi đơn 1 năm thì có thể sau 3 tháng các bạn có thể bay được. Còn lại thì đối với những đơn hợp đồng 3 năm thì chắc chắn các bạn sẽ phải tầm 5-6 tháng trở ra thì mới có thể bay được. Học giỏi tiếng Nhật thì mới có thể đi Nhật. Điều này không đúng không sai, tuy nhiên nếu như học giỏi, học tốt thì điều đó rất tốt cho bạn. Tuy nhiên thì những bạn mà không có khả năng học, không có khả năng tiếp thu cao thì các bạn cũng không cần quá lo lắng, không cần quá căng thẳng, bởi vì là các bạn không cần phải học quá nhiều, chỉ cần các bạn học đủ giao tiếp cơ bản là các bạn có thể xuất cảnh sang để làm việc tại Nhật Bản rồi. Quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Đây là sai lầm mà tôi thấy rằng là rất nhiều người mắc phải. Bởi vì nếu như các bạn dành ra 3 năm để sang Nhật và kiếm được một khoản tiền đem về nhà, nó cũng tương đối đấy. Tuy nhiên thì nếu như các bạn không có kế hoạch, không có cái lộ trình cho tương lai của mình thì có lẽ chỉ sau một thời gian rất ngắn thì các bạn cũng sẽ tiêu hết tiền. Vậy thì nếu như các bạn có thêm một nghề hay là các bạn giỏi thêm một cái ngôn ngữ của Nhật Bản thì chắc chắn có lẽ rằng cái tương lai của các bạn nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cho nên các bạn hãy vạch ra cho mình một cái mục tiêu rõ ràng khi các bạn quyết định đi Nhật nhé.